Bây giờ mời các bạn nghe ba tiếng chuông nha. Chúng ta ngồi thẳng lưng lên, khép mắt lại, và chúng ta cũng sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút nữa. Cho nên các bạn ngồi như là mình đang ngồi thiền. Chân này để lên chân kia, lòng bàn tay này đặt nhẹ lên trên lòng bàn tay kia, ôm sát vào bụng và thả nhẹ xuống dưới chân. Chiếc cằm để cao lên một chút, mắt khép lại. Ý thức toàn thân đang trong tư thế ngồi. Hai mắt đang khép lại và thả lỏng. Đôi môi đang mỉm cười nhẹ và cảm nhận được sự thư giãn đang diễn ra trên gương mặt. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Giữ chiếc lưng thẳng đứng. Ý thức là ta đang ngồi thiền, đang đưa tâm trở về với thân, không để tâm bay nhảy suy nghĩ lung tung nữa. Cảm nhận toàn thân đang nghỉ ngơi, thư giãn. Hít vào một hơi, làm cho bụng căng phồng lên và cảm nhận. Từ từ thở ra, bụng sẽ xẹp xuống và cảm nhận. Hít vào một hơi thật sâu, làm cho bụng căng phồng lên và cảm nhận. Từ từ thở ra, bụng sẽ tự động xẹp xuống và cảm nhận. Thở vào thật sâu, thở ra thật chậm. Bây giờ ta không điều khiển hơi thở nữa. Hãy để nó vào và ra tự nhiên. Ta chỉ cảm nhận tiến trình bụng phồng lên nè, bụng xẹp xuống nè. Tâm chúng ta theo dõi sát bụng phồng lên và xẹp xuống, mà không để cho nó phóng đi nơi khác, suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Hãy đưa nó trở về cảm nhận hơi thở. Ta đang xây dựng định lực, sức mạnh của sự chuyên chú, niệm lực, sức mạnh của sự quan sát, và ta đang thực hiện tiến trình này thật tinh tấn, thật mạnh mẽ. Đây là hơi thở vào, làm cho bụng tự động phồng lên chứ không phải do ta điều khiển. Đây là hơi thở ra, tự động bụng sẽ xẹp xuống theo tiến trình tự nhiên của nó. Biết đây là hơi thở vào nè, biết đây là hơi thở ra nè. Vào biết vào, ra biết ra. Bụng phồng lên, biết là bụng đang phồng lên. Bụng xẹp xuống,
biết là bụng đang xẹp xuống. Ta chỉ cần biết sự phồng lên và xẹp xuống. Ta chỉ cần biết hơi thở đi vào, đi ra, mà không quan tâm tới bất cứ đề tài nào, ai cả. Chỉ có ta trong giây phút này, chỉ có thân và tâm đang kết nối cùng với nhau. Thân ở đây và tâm cũng đang ở đây. Tâm cảm nhận được thân đang ngồi ngay ngắn, thư giãn. Tâm cảm nhận được hơi thở mịn màng hay là vẫn còn căng thẳng, hồi hộp. Cảm nhận từng hơi thở đi vào, cảm nhận từng hơi thở đi ra. Thỉnh thoảng tâm ta cũng phóng đi nơi khác, suy nghĩ đến quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng mà ta kịp thời phát hiện, đưa tâm trở về với thân, với hơi thở, bằng cách là cho nó cảm nhận rõ rệt từng hơi thở đi vào, từng hơi thở đi ra. Tôi đang ở đây, đang ngồi thật yên, thả lỏng, cảm nhận, chú ý, quan sát, biết rõ những gì đang xảy ra trên cơ thể tôi, trên hơi thở của tôi. Tôi đang ở đây cùng thân với tâm. Tôi đang thở những hơi thở tỉnh thức. Tôi đang nạp năng lượng. Tôi đang không suy nghĩ gì cả, không lo lắng gì cả. Tôi vẫn thả lỏng đôi bờ vai nè. Tôi vẫn để chiếc cằm cao vừa phải nè. Tôi vẫn nở nụ cười, smile, để cho gương mặt tôi được thư giãn nè. Đầu óc tôi được thư giãn. Tôi đang ngồi thật yên, không có nhúc nhích cục cửa, không suy nghĩ lung tung. Tôi làm hòa, tôi hòa điệu với cơ thể của tôi. Tôi biết rằng tôi vẫn đang còn sống, còn khỏe mạnh, lành lặn, còn nhiều giá trị để phát triển, để cống hiến cho cuộc đời, để có bình an và hạnh phúc. Và tôi đang trên tiến trình ấy. Tôi muốn sống một đời sống thật sâu sắc và có chất lượng. Nên tôi đang trong khóa tu này để luyện tập. Và tôi đang tập ngồi yên để cảm nhận thân thể tôi, kiểm soát những dòng cảm xúc ở trong tôi luôn không ngừng tuôn chảy. Và tôi lại trở về với hơi thở tôi nè. Cảm nhận bụng phồng lên, cảm nhận bụng xẹp xuống. Tôi chỉ cảm nhận thôi mà tôi không suy nghĩ gì cả. Và tôi để bụng phồng xẹp tự nhiên theo tiến trình của nó, mà tôi chẳng cần phải can thiệp. Bụng phồng lên nè, bụng xẹp xuống nè, ngồi vững chãi như là Đức Phật ngồi dưới tòa Bồ Đề. Tôi đang không suy nghĩ, tôi chỉ đang cảm nhận
nhận biết về cơ thể tôi, về hơi thở của tôi đang đi vào và đi ra. Xin cảm ơn các bạn. Từ hồi nãy giờ mình xây dựng được sự yên tĩnh, sự lắng dịu rất là tốt rồi. Bây giờ Thầy muốn các bạn ngồi thật yên để tâm lắng sâu xuống, nghe những chia sẻ của sư. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tình yêu nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hằng Pháp. Các bạn có tình yêu chưa? Sao nghe lộn xộn quá. Bây giờ có hay là chưa? Chưa hả? Mình đang trong chốn thiền môn, không được nói dối. Thì chắc là người có, người chưa, người đã từng đi qua tình yêu lứa đôi rồi, người đang trong tình yêu lứa đôi và người đang sắp đi tới tình yêu lứa đôi. Vì tình yêu lứa đôi, love, là một phần trong đời sống của con người, của tất cả chúng ta. Huống hồ chi các em ở tuổi mới lớn đang bước vào đời với những đôi chân còn chập chững, còn mới mẻ, và các em cũng mới vừa bước qua một giai đoạn biến động trong cơ thể và tâm lý, tức là mình đi qua tuổi dậy thì để trở thành những thanh niên, thiếu nữ, để trở thành những người đàn ông, những người phụ nữ đích thực trong cuộc đời. Chắc chắn là các em phải học hỏi rất nhiều từ chính bản thân mình, từ những người lớn xung quanh, từ các bậc trí thức, từ những nhà trí tuệ, để mình sớm hiểu được bản thân mình, hiểu một cách đúng đắn và chính xác nhất có thể, để các em sớm tìm ra con đường để bước đi trong cuộc đời. Tức là chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Chúng ta sẽ làm công việc gì đây? Chúng ta sẽ thương yêu ai đây? Và hôm nay chúng ta sẽ nói về love. Thật ra là true love, tình thương yêu chân thật. Các em muốn có true love không? Sao nghe giống thuộc bài quá vậy? Ai cũng muốn có true love hết. Nhưng mà các em biết true love là gì không? Cái này giống chương trình cài đặt sẵn quá. Của robot. Thì chắc là các em cũng biết lờ mờ khái niệm về true love. Dĩ nhiên về nghĩa của true love thì mình biết rồi. True love là tình thương yêu chân thật. Có thể các em nghĩ rằng tình thương yêu chân thật có nghĩa là khi mình thương yêu ai đó, mình sẽ thương yêu hết lòng, hết dạ. Gọi là yêu hết mình, phải không? Yêu hết mình có nghĩa là gì? Và Thầy đã làm công việc tư vấn và chữa lành tâm lý trên 15 năm qua. Đã ngồi xuống tâm tình, lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ rất rất nhiều
các bạn trẻ như là các em vậy. Và thầy được biết quan niệm chung của các bạn trẻ, true love, tình thương chân thật, đó là mình hãy yêu hết mình. Tụi con có khái niệm về yêu hết mình không? Nghi quá. Yêu hết mình theo các bạn trẻ mà sư đã được tiếp xúc đó, đó là mình đem hết con người mình ra để mình thương yêu ai đó. Và theo cách đó mình sẽ chỉ tập trung vào đối tượng đó thôi. Thấy đối tượng đó là quan trọng nhất ở trên đời. Mình có tất cả những gì từ con người của mình, mình đều muốn hiến dâng cho người đó hết. Và đặc biệt là cảm xúc yêu thích người đó. Càng cố gắng mỗi ngày, cố gắng để mang tới cho người đó thật nhiều cảm xúc yêu thích, làm sao để người đó đánh giá cao về mình hơn, yêu thích mình hơn, để mình được chiều chuộng, để mình được quan tâm, để mình được người đó gửi trả lại một cảm xúc yêu thích chính bản thân mình. Và theo cách yêu đó thì chúng ta có thể đánh rơi bản thân mình. Yêu hết mình có khi là vì chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chúng ta lao theo một đối tượng nào đó, chúng ta bị cuốn vào đối tượng đó. Đầu óc chúng ta chỉ nghĩ tới người đó thôi. Ăn cũng nghĩ tới người đó, làm việc cũng nghĩ tới người đó, học hành, tiếp xúc với bất cứ ai, ở đâu, nơi nào, ta cũng nghĩ về người đó. Cái đó các em gọi là fall in love đó. Fall in love có nghĩa là gì? Là bị té ở trong tình yêu. Falling, falling là té ngã. Có ai bước vào tình yêu mà đứng vững đâu? Vào đó là siêu vẹo, nghiêng ngửa, bất bình thường. Vì sự thật là có rất nhiều sự bùng vỡ cảm xúc ở bên trong cơ thể và tâm hồn của các em mà các em không hề biết hết được. Phải trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, phải trải nghiệm qua vài mối tình, các em phải trưởng thành hơn thì từ từ các em mới hiểu về cảm xúc yêu thương của mình. Từ từ các em mới hiểu về chính bản thân mình, về cấu trúc giữa thân và tâm của mình, để rồi các em bắt đầu điều chỉnh con người mình lại. Làm sao cho nó cân bằng, để trong khi yêu mình không bị gục ngã trong tình yêu. Trong khi yêu mình không trở thành nạn nhân của tình yêu. Mình yêu một người nào đó làm sao mình phải vui, mình phải hạnh phúc mỗi ngày. Chứ yêu mà cứ buồn, cứ khổ, cứ đau đớn, cứ vật vã, cứ hoang hoải, cứ trống trải, cứ điên cuồng, cứ tổn thương như vậy thì yêu để làm gì? Thi sĩ Xuân Diệu đã từng nói, người ta khổ vì yêu không đúng cách. Nhưng mà chắc có lẽ là cả nhân gian này đã khổ rất nhiều vì tình yêu, là vì họ đều yêu không đúng cách. Rất khó để có thể có được một tình yêu đúng cách. Như thầy vừa nói, đó là chúng ta phải trưởng thành hơn đối với bản thân mình rất nhiều. Chúng ta phải trưởng thành hơn trong liên hệ tình cảm rất nhiều. Thì từ đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu vững bền, chân thật. Có khi xuất phát điểm ta đến với một người nào đó bằng một tình thương yêu chân thật, nhưng mà
ta đã không giữ nổi tình yêu ấy trên hành trình đi chung với nhau, vì mỗi bên đều có rất nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết. Ở mỗi các em còn rất nhiều khó khăn từ nơi chính bản thân mình. Khi mà các em chưa hiểu rõ bản thân mình, khi mà các em chưa kiềm chế được cảm xúc yêu thích để nó lan tràn, tràn lấp ra bên ngoài một cách dữ dội, để rồi các em quấn chặt vào đối tượng đó, tới một lúc nào đó người ta sẽ khinh lờn các em, và đến một lúc nào đó em sẽ nhàm chán người đó, để rồi tình yêu nó chỉ còn cô động trong cái cảm xúc yêu thích mà nó không có những giá trị khác để nuôi dưỡng. Các em biết không, tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy. Các em được trao quyền chăm sóc cây xanh đó. Nếu như các em thiếu hiểu biết cách chăm sóc, các em tưới nước, tưới phân nhiều quá, cây tình yêu ấy cũng sẽ chết. Còn nếu các em hờ hững, vô tâm, bỏ mặc, không chăm sóc, thì cây tình yêu đó cũng chết. Cho nên khi các em nuôi một chậu hoa sương rồng hay là một chậu hoa lan hay bất cứ loài cây xanh nào, các em đều phải nghiên cứu, các em đều phải cố gắng hiểu cái cây mà mình đang chăm sóc nó cần cái gì và nó không cần cái gì để giúp cho nó được cắm rễ vào sự sống, để giúp cho nó lớn lên, cho ra hoa, cho ra trái. Vậy thì khi yêu thương một người nào, các em phải có trách nhiệm hiểu đối tượng thương yêu của mình, hiểu, chấp nhận, giúp đỡ và thậm chí là dìu dắt đối tượng thương yêu của mình để cùng bước đi trên con đường sáng đẹp. Nhưng mà để làm được những điều đó, các em phải giỏi, các em phải vững, các em phải luyện tập nơi chính bản thân mình trước. Các em phải là một người điềm tĩnh, vững vàng, có nhiều năng lượng bình an, giàu giá trị trong tâm hồn, như là tốt bụng, dễ chịu, quan tâm giúp đỡ người khác, biết nâng đỡ, biết sẻ chia, bao dung, độ lượng, tha thứ cho những lầm lỡ của đối tượng thương yêu của mình. Có rất nhiều giá trị như vậy các em phải xây dựng từ bây giờ, để rồi các em trở thành một con người đã trưởng thành, một con người vững vàng, một con người lúc nào cũng tỏa chiếu lấp lánh những giá trị của mình. Khi ấy ai cũng muốn nương tựa vào mình, ai cũng thấy mình là đối tượng thương yêu đáng để lựa chọn và đồng hành bước đi trên hành trình dài của cuộc đời. Vậy nên yêu hết mình mà chưa làm chủ được chính mình á, thì đó chỉ là đánh mất chính mình mà thôi. Có rất nhiều bạn trẻ đã đánh mất mình trong tình yêu. Khi mà các bạn ấy không tìm được hạnh phúc từ trong các mối liên hệ tình cảm của gia đình với cha mẹ, anh chị em, khi mà các bạn ấy đã chìm sâu quá lâu trong nỗi cô đơn, không bạn bè, không người sẻ chia, suốt ngày chỉ kết nối với máy tính, với chiếc điện thoại. Cho nên khi có một người muốn bước vào trong cuộc đời mình, gõ cửa tình yêu, các bạn đã mở ra và bị cuốn trôi theo đối tượng đó, hồi nào không hay. Câu chuyện mà thầy rất thường hay kể cho các bạn trẻ, điển hình cho việc vướng mắc, mắc kẹt trong một đối tượng thương yêu nào đó, để rồi chúng ta bỏ rơi chính mình, đó là câu chuyện cậu bé mù. Có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi. Do mãi mê trò chuyện, cậu không hay trời đã tối. Người bạn mới bảo cậu: anh đi về đi, trời đã tối rồi, và anh cầm cái đèn này đi về nhé. Thì người bạn mù tức cười quá. Người bạn mù nói: bộ anh giỡn với tôi à?
tôi mù mà, anh đưa cây đèn cho tôi để làm gì? Thì người bạn kia mới giải thích, không, anh cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Nghe có lý quá, cho nên là cậu bé mù vui vẻ cảm ơn bạn, rồi cầm cây đèn ra về. Trên đường về, cậu bé mù đi tung tăng tung ta, đưa cây đèn về phía trước, nghĩ rằng, chà, tối nay chắc ai cũng tránh mình hết đây. Và cậu không thèm sử dụng bản năng dò đường bằng các giác quan khác, như là bằng tai chẳng hạn. Đi được một chập, thì chuyện gì xảy ra? Bỗng có một người đâm sầm vào cậu. Cả hai đều ngã nhào. Cậu giận quá, cậu hét lên, bộ anh đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Người kia âm bụng cười ngất nói, cây đèn của anh đã tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cây đèn đã tắt lâu rồi. Cậu bé mù là ai đó? Là chúng ta đó, là các bạn đó. Khi mà chúng ta được trao một cây đèn, cậu bé mù được trao một cây đèn, đáng lẽ ra cậu phải vừa cầm cây đèn đó và vừa kết hợp với kỹ năng dò đường của mình vốn có, thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, và thậm chí là cậu có thể về nhà một cách nhanh hơn, an toàn hơn. Nhưng mà vấn đề ở đây là khi cậu bé mù được trao cây đèn thì cậu bé đã quên chính mình, chỉ tập trung vào mỗi cây đèn thôi, chỉ tin tưởng vào cây đèn thôi. Cậu nghĩ rằng cây đèn là đủ rồi, cây đèn đã đủ để giúp cho mình về nhà một cách an toàn, vững vàng. Cho nên là cậu đã trao hết niềm tin cho cây đèn. Không ngờ rằng cây đèn có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Nó có thể hết dầu, nó có thể bị gió thổi đi. Nhưng mà vì cậu bé bị mù mà, cho nên cậu bé không có thể nhận biết được sự thật về cây đèn. Cậu bé vẫn tin tưởng cây đèn luôn luôn còn đó cho cậu. Để rồi kết quả thật thảm hại. Đã té ngã lăn rồi, đã đau đớn rồi, mà cậu bé vẫn chưa nhận ra. Cậu bé vẫn còn tin rằng cây đèn mình vẫn còn đó. Để rồi một người sáng mắt mới nói cho cậu biết rằng cây đèn của anh đã tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Nghĩa là đối tượng mà chúng ta thương yêu á, có thể sẽ trở thành đối tượng để chúng ta bám víu vào, dựa dẫm, attach, tức là vướng kẹt vào. Khi thương yêu ai đó các em, nếu các em đang cô đơn, nếu các em đang không có tình cảm tốt đẹp với gia đình, nếu các em không có nhiều giá trị khác trong đời sống, như là các em yêu thích công việc nè, các em có nhiều dự án, có nhiều tác phẩm để cống hiến cho cuộc đời, cho cộng đồng xã hội nè, cũng giống như là cái cây cổ thụ đó các em, đáng lẽ ra nó phải có rất nhiều cái rễ thật lớn để cắm sâu vào trong lòng đất, mà lỡ như có đứt cái rễ này á, thì còn những cái rễ kia, thì gió lớn hay là phong ba bão táp sẽ không thể nào xô ngã được. Đằng này á, khi các em thương yêu ai, các em chặt đứt hết những cái rễ còn lại. Hoặc là từ hồi nhỏ tới lớn các em chưa biết thương yêu ai cả, các em chưa biết quan tâm, các em chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống nào cả. Tới khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, các em thiết lập liên hệ sâu sắc với người đó, các em yêu thương người đó, các em quấn chặt vào người đó, các em thấy người đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, hơn cả cha mẹ mình, hơn cả những người thân yêu trong gia đình của mình. Điều đó cũng giống như là cái cây cổ thụ đó chỉ có một rễ duy nhất được cắm vào trong lòng đất. Và khi cái rễ cây đó lỡ có đứt đi, người đó phản bội mình, người đó không còn thích mình nữa, hoặc ngược lại, mình không còn thích người đó nữa,
liên hệ giữa mình với người đó không còn tốt đẹp nữa, thì cái rễ cây đứt đi và cái cây đó sẽ ngã đổ xuống. Có rất nhiều bạn trẻ tổn thương tâm lý trầm trọng trong khi thương yêu, trong khi fall in love. Fall in love xong rồi trầm cảm luôn. Đang fall in love cũng trầm cảm vì không kiểm soát được người kia, vì người kia không có hành xử như ý mình mong muốn, vì người kia có quá nhiều vấn đề mà mình không có thay đổi họ được. Và khi mình thương yêu một người nào đó, mình bị chìm khuất trong cái cảm xúc yêu thích người đó, để rồi mình mất đi một cái đời sống quân bình, cân bằng, ổn định, tươi sáng, an lành. Tâm mình nó bị trói chặt vào trong đó lâu ngày thì rơi vào một số hội chứng tâm lý, trong đó có bị trầm cảm. Đang yêu cũng bị trầm cảm, mà khi kết thúc một tình yêu thì càng rất dễ bị trầm cảm. Có rất nhiều bạn trẻ vì tình yêu mà đánh mất một phần tuổi thanh xuân cuộc đời của mình. 3 năm, 5 năm để lao vào tình yêu, chỉ biết có mỗi tình yêu thôi, bỏ cả việc học hành, bỏ cả con đường tương lai, bỏ cả các mối liên hệ tình cảm trong gia đình. Để rồi kết quả thì sao? Tổn thương, đau khổ, uất hận trong tình yêu, thậm chí là sợ yêu. Ở đây có các bạn sợ yêu không? Nghe được cái câu A-di-đà Phật thôi hả? Còn có với không, không có nghe được. Là cũng có mà cũng không chứ phải không? Làm sao mà đồng nhất với nhau hết được? Bây giờ mời các em nghe một tiếng chuông nha, để rồi chúng ta chia sẻ tiếp. Cảm ơn các em đã có mặt trong khóa tu ở đây. Các em biết tại sao mà thầy cảm ơn không? Là vì xúc động. Là vì thôi thì cứ vỗ đi. Trong suốt nhiều năm qua, thầy đã tư vấn và giúp đỡ tâm lý cho rất nhiều các bậc phụ huynh và kể cả các bạn trẻ như các em. Thầy biết được nỗi quan tâm rất lớn của các bậc phụ huynh. Thầy biết những cái khó khăn rất lớn của các em. Cho nên khi mà các em dám đến đây ở 7 ngày để tu tập, đó là một ý chí rất là đặc biệt, rất là đáng trân trọng. Vì các em phải gạt bỏ rất nhiều thứ ở bên ngoài, những thứ các em ưa thích, kể cả phải để người yêu ở ngoài, hay là có dắt vào đây luôn. Cho dù có dắt vào đây thì cũng là để tu tập thôi, tu tập cùng với nhau. Các em bắt đầu biết chăm sóc bản thân mình, các em bắt đầu biết tu luyện, học cách làm chủ bản thân để tập ôm ấp chuyển hóa những thói hư tật xấu, những năng lượng tiêu cực, những gì không dễ thương còn tồn động bên trong các em. Và đồng thời các em học cách nhận diện, mời lên những hạt mầm tốt tươi, những năng lượng tích cực, nuôi dưỡng những đức tính quý giá ở trong mỗi các em. Các bậc tiền nhân nói rằng phải tu thân rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trước khi các em muốn làm những việc lớn, trở thành những nhân vật quan trọng để tác động vào xã hội, để cống hiến cho cuộc đời, trước khi các em muốn trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ đích thực của gia đình, là những người cha,
là những người mẹ hạnh phúc và mang lại nhiều giá trị cho con cái, xây dựng được một mái ấm gia đình hạnh phúc thật sự, thì các em phải là một người hạnh phúc trước. Các em phải là người có nhiều năng lượng bình an. Các em phải là người dễ thương, phải là người hướng thiện và không ngừng đang làm việc thiện. Các em là một người giàu phẩm chất trong tâm hồn. Và để làm được điều đó thì các em phải dành ra rất nhiều thời gian để tu thân. Tu thân có nghĩa là quay về để trau dồi, sửa đổi bản thân mình mỗi ngày một tốt hơn. Các em hãy tưởng tượng mình cũng giống như là một khu vườn, tâm hồn mình như là một khu vườn, trong đó nó có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có nhiều loài cây quý, có nhiều loài cây đã có trái, đã có thể thu hoạch được. Nhưng mà đồng thời bên trong đó cũng có rất nhiều cỏ dại, có rất nhiều cây xấu, có rất nhiều thứ mà mình phải xếp nó vào loại rác rến, cần phải dọn dẹp, bỏ đi để dành mọi dưỡng chất cho những loài cây tốt tươi cần thiết trong khu vườn đó. Các em đang trên hành trình, mặc dù chỉ có 7 ngày thôi, nó chưa đủ để thay đổi toàn bộ cục diện trong con người của các em, chưa đủ để giúp cho các em trưởng thành ngay lập tức, chưa đủ để cho các em có nội lực ngay lập tức, chưa đủ để các em trở thành một người có giá trị cho xã hội ngay lập tức. Nhưng mà nó là nền tảng, nó là tiền đề, nó là những hạt giống được gieo xuống rồi thì chắc chắn là sẽ có những nhân duyên kế tiếp nữa. Các em bắt đầu ý thức được rằng khi mình bất ổn thì mình nên làm gì? Khi mình bắt đầu bị cuốn trôi vào các đối tượng bởi hoàn cảnh bên ngoài thì mình cần phải làm gì? Khi trong người mình có những nỗi khổ niềm đau mà không thể tự giải quyết được thì mình sẽ làm gì? Tất cả những gì các em học được từ trong khóa tu này hay là những khóa tu khác, tất cả những gì mà các em được tiếp thu từ các bài nói chuyện của các thầy, của các sư, là những thứ chất liệu đóng góp cho hành trình đó của các em. Cho nên khi các em ngồi yên ở đây, các em ngồi thiền nè, các em thở được, các em cảm nhận được hơi thở của mình, các em không cho tâm ý mình suy nghĩ lung tung nữa, mặc dầu cũng chập chờn lắm, có lúc được lúc không, có lúc tâm nó chịu ở yên, có lúc tâm nó phóng đi, nhưng mà không sao cả. Các em đã đến đây rồi, ở 7 ngày ngồi yên xuống rồi, cho thân tâm lắng dịu rồi, cho thân tâm gặp nhau rồi, các em phần nào đã có trải nghiệm kiểm soát được hơi thở của mình, kiểm soát được tâm ý của mình, kiểm soát được cảm xúc của mình, thì đây là những kỹ năng vô cùng quan trọng để sắp tới đây các em có bước vào khu vườn tình yêu, bước lên những đoạn đường đầy thách thức để gây dựng sự nghiệp, thì các em sẽ có những bước đi vững vàng, an toàn, mà không có lo sợ sẽ bị sa hầm sập hố, sẽ bị đánh mất chính mình trên những mục tiêu mà mình đã chọn lựa. Đức Phật có nói bốn chất liệu quan trọng để xây dựng nên true love, tình thương yêu chân thật. Đố các em biết bốn chất liệu đó là gì? Có bạn nào biết không? Mời con nói lớn lên đi, nói nhanh gọn. Ôi, cảm ơn bạn. Bạn nói rất đúng, đó là từ bi hỷ xả. Và bốn chất liệu này đều có trong mọi liên hệ tình cảm. Nếu mọi liên hệ tình cảm từ cha con, mẹ con, anh chị em, bạn bè, đặc biệt là tình yêu lứa đôi, mà có bốn chất liệu này,
chắc chắn sẽ bền vững và mang lại cho hai bên rất nhiều giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ qua bốn chất liệu này nha các bạn. Chất liệu đầu tiên đó là chất liệu của từ, tiếng Anh có thể dịch là loving kindness. Tức là khi các em nghĩ rằng mình thương một người nào, hay là các em muốn thương một người nào, thì các em phải nghĩ tới chuyện là các em phải hiến tặng cho người ta những cái giá trị gì đó thì mới gọi là thương. Chứ còn người đó đẹp nè, người đó dễ thương nè, người đó tài năng thông minh nè, mình muốn thương người đó là chuyện dễ rồi, ai mà làm không được. Ai cũng muốn thương một người dễ thương cả, ai cũng muốn thương một người có giàu giá trị cả. Nhưng mà thương theo kiểu đó nó chỉ có nghĩa là mình đến để hưởng thụ thôi, đến để rút tỉa những giá trị của người ta thôi. Người ta có cần cái kiểu thương yêu như vậy của mình không? Câu trả lời là không. Mình cũng vậy, mình chỉ chấp nhận cho ai đó thương yêu mình khi họ mang đến những giá trị gì đó. Chứ còn đến để thừa hưởng, để rút tỉa thôi, thì mình đâu có cần đâu. Vậy nên các em phải hỏi là mình đang thương ai? Thí dụ như là mình đang không có thương bạn trai, bạn gái, thì mình thương cha mẹ mình, thương em mình, thương chị, thương anh. Thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là mình thương họ, nhưng mà mình có mang lại giá trị gì cho họ không? Khi mình mang lại giá trị gì cho người đó đó, khiến cho đời sống của người đó tốt đẹp hơn, nghĩa là mình đang có tâm từ đối với người đó. Còn nếu mình thương người đó mà mình không có hiến tặng bất cứ một cái thứ gì mang lại sự tốt đẹp cho cuộc đời của người đó, mình chỉ tặng quà rồi đôi qua, mình chỉ tặng những cảm xúc yêu thích thôi, không những không làm cho đời sống của người đó tốt đẹp hơn, thậm chí làm cho đời sống của người đó trở nên cạn kiệt, suy mòn năng lượng, đi xuống, kém phẩm chất. Thì như vậy đó không phải là một thứ tình thương đích thực. Mình có thể hiến tặng cho người đó nụ cười, một câu nói giàu giá trị, một ánh mắt cảm thông, rồi tài năng, rồi công sức, rồi năng lượng của mình. Tất cả những thứ gì giá trị của mình đem đi hiến tặng cho người kia, nhưng mà nó phải giúp cho cuộc đời của người kia trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là loving kindness, tâm từ. Và dĩ nhiên là tâm từ nó có nhiều cấp độ khác nhau. Khi các em chưa tu luyện thì tâm từ nó có thể còn bé nhỏ, và những giá trị mình cho người kia cũng có thể là bé nhỏ. Nhưng mà khi các em đã trưởng thành, đặc biệt là trưởng thành trong đời sống tâm linh, trong tu luyện, thì các em sẽ trở thành một người có giàu giá trị trong tâm hồn, như là có rất nhiều năng lượng bình an nè, có tình yêu thương chân thật nè, có sự tự do trong lòng, có năng lượng tích cực, nhiều thứ lắm mà các em có thể hiến tặng cho bất cứ đối tượng nào các em thương yêu. Các em biết không, chỉ cần các em có mặt bên người đó thôi, các em không cần làm gì cả, khi mà các em có năng lượng bình an, có tình yêu thương chân thật, có một trái tim rộng mở, có năng lượng tích cực, thì đó là một món quà vô cùng quý giá để hiến tặng cho họ rồi. Chất liệu thứ hai đó là tâm bi, tiếng Anh có thể dịch là compassion. Từ thì dễ hơn bi một chút. Nói một cách khác, bi là khó thực hiện hơn từ một chút, vì bi có nghĩa là sớt chia nỗi khổ. Nếu như từ là hiến tặng niềm vui, thì bi là sớt chia nỗi khổ. Khi các em thương yêu ai á, các em hãy tự đặt cho mình câu hỏi là mình có bao giờ sớt chia nỗi khổ với người mình thương yêu không? Khi họ có khó khăn,
khi họ khổ đau, mình ở đâu? Mình đã làm gì để giúp cho họ vơi đi, hoặc là ít nhất thoa dịu được những nỗi khổ, niềm đau ở trong họ? Chứ còn khi họ buồn, khi họ khổ, khi họ thất bại, khi họ mắc phạm sai lầm, khi họ có vấn đề tâm lý quá nặng, rồi mình bỏ mặc họ, mình quay lưng, mình đi tìm nơi khác vui hơn, mình để cho họ tự giải quyết lấy, tự đối diện, tự vượt qua những khó khăn của chính họ, như là mình với họ chẳng có liên hệ gì cả, thì như vậy làm sao gọi là thương yêu một cách đích thực được? Và để có thể sớt chia nỗi khổ của người khác đó các em, chắc là các em đã từng có những người bạn có vấn đề, phải không? Có những người bạn có những khó khăn, những người bạn bình thường hoặc là những người bạn đặc biệt của mình. Các em rất là muốn giúp đỡ họ, rất là muốn sẻ chia với họ, nhưng mà sức mình có hạn, mình không thể giúp được nhiều. Và mình rất là muốn lấy đi những nỗi khổ niềm đau trong người ấy, nhưng mà sức mình có hạn. Vì vậy cho nên là cái tình yêu nó không có, tình yêu thương của mình nó không thể nở rộng ra được, không có tính nuôi dưỡng cho đối tượng thương yêu, cho cái cây tình yêu của mình. Vì các em không có khả năng để tháo gỡ, để sớt chia nỗi khổ cho người mình thương yêu. Vậy nên trước khi các em yêu thương ai, một liên hệ lứa đôi, các em muốn xây dựng một liên hệ tốt đẹp bền vững với ai, thì các em phải học cách sớt chia nỗi khổ với người khác. Các em có thể thực tập ngay từ bây giờ trong gia đình của mình, tập quan tâm, tập lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của cha mình, của mẹ mình, của anh chị em, của những người thân, của bạn bè cũng được. Dù là các mối liên hệ tình cảm bình thường, nhưng mà các em cũng hãy tập lắng nghe họ. Nếu các em có đọc sách, có nghe pháp thoại của các thầy, các sư giảng, các em biết được điều gì minh triết hay ho, các em là những người đang tỉnh táo, biết được nhiều giá trị, thì hãy sẻ chia để giúp cho họ tỉnh ra và vượt qua những khó khăn. Đó được gọi là tâm bi. Tâm bi khó hơn tâm từ là vì cái người đó đang khó chịu lắm, cái người đó đang tổn thương mà. Họ có thể ứa ra rất nhiều chất độc, họ có thể cấu cào các em khi các em tới gần, họ có thể xúc phạm các em, họ có thể tấn công các em đó, họ có thể làm các em tổn thương luôn đó. Nhưng mà các em vẫn có mặt với họ, các em không bỏ mặc họ. Vì sao? Vì các em có tình thương chân thật với họ, các em có true love. Nhưng mà không phải chỉ có tình thương không mà đủ, mà các em còn phải có khả năng nữa, có kỹ năng để đến bên người đó, lấy đi những nỗi khổ niềm đau của họ ra. Và khi các em giúp họ lấy bớt những nỗi khổ niềm đau ở trong họ ra, các em chính là ân nhân của cuộc đời họ, các em chính là người mà họ cần trong cuộc đời của họ. Còn hai tâm nữa, đó là tâm hỷ và tâm xả. Hai tâm này còn khó hơn tâm từ và tâm bi nữa. Tâm thứ ba là tâm hỷ. Tiếng Anh có thể dịch là supporting, tức là nâng đỡ. Khi các em thương yêu một người nào, các em vừa hiến tặng niềm vui nè, vừa sớt chia nỗi khổ nè, mà vừa phải làm sao để mà tùy hỷ và nâng đỡ cho những cái hay, cái đẹp trong người đó được phát triển, mà không có ganh tị, không có đố kỵ, không có lấn lướt. Người đó có những hoài bão, ước mơ nào đó, thì trong khả năng có thể, các em hãy giúp họ tưới tẩm, nuôi dưỡng, chấp cánh cho
cho những ước mơ đó được bay cao, bay xa. Thì đó mới là người thương yêu lý tưởng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần lắm những bàn tay nâng đỡ của cha, của mẹ. Và tới một giai đoạn nào đó đặc biệt, chúng ta sẽ cần đến bàn tay nâng đỡ của người bạn đời, của một liên hệ lứa đôi. Người đó nếu mà đến cuộc đời của ta, họ trân trọng bản thân ta, họ thấy ta có những tài năng nào, có những giá trị nào, không những họ vùi dập, họ không vùi dập, họ làm hư hao đi, mà họ còn giúp ta tưới tẩm, nuôi dưỡng và tìm cách để cho nó phát triển được. Tại sao thầy nói tâm này nó khó thực hiện hơn cả tâm từ và tâm bi? Là vậy nè các em, khi mà mình thực hiện tâm từ và tâm bi á, cái người đó họ rất là ra vẻ cần mình. Một cái người đang đau khổ, một cái người đang tổn thương, một cái người đang cần một sự giúp đỡ thì nhìn họ dễ thương lắm. Cái tôi, cái bản ngã của họ nó bé xíu à. Họ đặt ở dưới ta, cho nên ta là cái người ban phát, cái người cho họ đó. Họ rất là tôn trọng ta. Nhưng khi một người họ không có tổn thương, họ rất là ổn, họ rất là vững. Mà ta muốn thương họ không có dễ đâu. Vì ta không có gì để cho họ. Vì họ không cần cái gì nơi ta cả. Họ không cần ta hiến tặng cái gì. Họ không cần ta sớt chia cái gì cả. Họ rất là ngon lành. Họ rất là vững chãi. Thì làm sao mà mình thương họ được? Vẫn còn lý do. Đó là hãy nuôi dưỡng và nâng đỡ cho những giá trị của họ. Lúc đó đó cái tôi của họ ở trên cái tôi của ta nhé. Họ có thể cười khinh, họ có thể lấn lướt, họ có thể tự đắc, tự mãn, họ có thể vên váo, tự hào đắc thắng trước ta. Ta có thương họ nổi không? Nếu ta thương được luôn những cái yếu kém đó, nếu ta ôm trọn luôn những cái tài năng của họ để chúng ta đóng góp vào giúp cho những tài năng, những hạt giống tốt lành đó phát triển, thì đó có nghĩa là ta thương người đó trong tình thương yêu chân thật với tâm hỷ. Và cuối cùng đó là tâm xả. Tâm này là khó nhất luôn. Tâm xả có nghĩa là gì? Là các em phải có một tấm lòng bao dung rộng lớn để sẵn sàng ôm hết những lầm lỡ, những khuyết điểm, những sai trái, những yếu kém, những khó khăn của người mà các em thương. Các em làm nổi không? A Di Đà Phật công. Dạ thưa thầy, thương chi một người quá nhiều khó khăn, yếu kém, xấu xa, tồi tệ như vậy. Con chỉ yêu một người nào đẹp trai đẹp gái cơ. Con chỉ yêu một người nào tài năng thông minh xuất chúng cơ. Trong khi con là ai cũng được. Thương yêu một người có nhiều giá trị thì dễ rồi. Nhưng mà thương yêu một cái người đang nha, chỉ đang thôi, không có nhiều giá trị. Họ đang có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn, cái không có nhiều giá trị đó chỉ là một giai đoạn thôi. Sâu bên trong họ vẫn là một người có rất nhiều khả năng, có rất nhiều tài năng, có rất nhiều giá trị. Mình nhìn thấy cái tổng thể con người đó. Mình từng biết đây là một cái người rất là dễ thương mà. Một người tốt bụng, một người có nhiều giá trị mà. Nhưng mà trong nhất thời, trong một lúc nào đó, họ thiếu kiểm soát bản thân. Họ mắc phạm sai lầm. Họ để cho tham sân si trong người họ bộc phát. Họ để cho những cái vết thương tổn, những con quái thú trầm cảm trong họ tuôn trào ra để rồi gây tổn thương cho mình. Cái người mà xấu xa với người khác, cái người mà có những hành động không dễ thương với người khác thì mình vẫn còn dễ chấp nhận được. Đằng này họ tấn công thẳng vào mình, họ xúc phạm mình, họ gây tổn thương mình thì làm sao mà mình có thể thương yêu họ được. Cho nên các em chỉ có thể thương yêu một người
có quá nhiều khó khăn như vậy khi và chỉ khi các em thương yêu được bản thân mình trước. Các em phải bao dung độ lượng, chấp nhận chính con người của mình trước. Vì chắc chắn đã từng có những lúc các em đã lên án bản thân mình, các em đã coi thường bản thân mình, các em đã khó chấp nhận con người thật của mình. Mà nếu các em vẫn còn mắc kẹt ở nơi đây đó, thì các em sẽ rất khó để mà bao dung độ lượng cho một người nào. Và các em chỉ có thể bao dung độ lượng cho người thương yêu trong liên hệ lứa đôi của mình khi và chỉ khi, ngay từ bây giờ các em phải tập bao dung độ lượng cho các đứa em của mình, cho những anh chị em trong gia đình của mình, cho những người bạn, những người thân của mình, kể cả cha mẹ của mình. Nếu họ có những lầm lỡ, nếu họ vô tình xúc phạm, gây tổn thương mình, thì mình cũng phải học cách mở rộng dung lượng trái tim ra để thương yêu họ. Và Đức Phật nói trái tim của chúng ta đó các em, có thể nới rộng ra tới mức vô cùng. Tâm từ mỗi ngày có thể nới rộng ra, tâm bi mỗi ngày cũng có thể nới rộng ra, tâm hỷ tâm xả cũng vậy. Cái sự buông xả, tiếng Anh dịch là letting go, hay là cái sự tha thứ, forgiveness, thì nó phải dựa trên cái dung lượng trái tim của các em. Nếu dung lượng trái tim của các em là nhỏ nha, các em là những người sống ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới cảm xúc yêu thích của mình thôi, mà không có quan tâm gì tới cảm giác, cảm xúc, nỗi khổ, niềm đau của người khác, thì rất khó để các em có thể thương yêu ai chân thật. Rất khó để các em có thể bao dung độ lượng cho những khuyết điểm lầm lỡ của người khác. Để Thầy khắc họa một hình ảnh cho các em dễ nhớ và mong các em ghi khắc. Đó là trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói: nếu như có một tô nước và ai đó lấy nắm muối bỏ vào trong tô nước, thì tô nước đó mặn lắm, không thể uống được, phải không? Nhưng nếu người đó lấy nắm muối thảy xuống dòng sông, thì nước của dòng sông đó vẫn có thể uống được như thường. Cho dù là người đó có thể thảy xuống thêm vài chục nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Tại sao vậy? Tại vì lượng nước của dòng sông nó quá mênh mông đi, cho nên là một vài nắm muối, vài chục nắm muối cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Khi mà dung lượng trái tim của các em là một dòng sông, thì người kia dù có tấn công, có xúc phạm, có gây những cái điều thương tổn, nó không làm cho các em đau đớn, khổ sở, không làm cho các em đưa ra cái quyết định phải từ bỏ người đó. Còn khi các em phản ứng kịch liệt, các em điên tiết, các em giận hờn, các em muốn từ mặt người đó, là vì lúc đó cái dung lượng trái tim của các em chỉ là một tô nước mà thôi. Thành ra hành trình trưởng thành của đời người, trong đó bao gồm có việc tu thân, mà trong việc tu thân, trong đó bao gồm có việc các em phải học cách để mở rộng dung lượng trái tim của mình. Từ một bát nước, một tô nước, làm sao mỗi ngày nó đều được lớn rộng ra, để rồi tới một lúc nào đó nó là một lu nước thôi là biết bao nhiêu người nhờ rồi. Mà nó có thể trở thành một cái ao, một dòng sông thì tuyệt diệu vô cùng. Lúc đó các em có thể thương yêu bất cứ ai mà không sợ gây đau khổ cho họ, và không sợ họ gây đau khổ cho mình. Thương yêu bằng một trái tim trong sáng, không lợi dụng nhau. Thương yêu bằng một dung lượng trái tim rộng lớn, để sẵn sàng bao dung độ lượng, tha thứ cho nhau. Thương yêu để hiến tặng cho nhau rất nhiều giá trị tốt đẹp, và sẵn sàng sớt chia những nỗi khổ, niềm đau. Thương yêu là để nâng đỡ nhau bay lên, chứ không phải kéo nhau xuống địa ngục mỗi ngày. Thì đó chính là tình thương yêu chân thật, mà trong mỗi các em đều có những cái hạt giống của từ bi hỷ xả, của tình thương yêu chân thật đó. Chỉ cần các em dành nhiều thời gian quay về để nuôi dưỡng, tưới tẩm và chăm sóc nó mà thôi.